Thêm một tình huống cố định nữa cho chúng ta. Lê Văn Xuân. Đấy đâu? Đó là tình huống có mặt của Trần Văn Đạt. Phút 80 rồi. Văn Xuân. Và xử lý của Nhâm Mạnh Dũng. Hai Long. Vẫn là U23 Việt Nam. Việt Cường. Một trận đấu rất nỗ lực của các hậu vệ U23 để Bắc Trung Hoa. Còn hơn 10 phút nữa thôi, tính cả thời gian bù giờ. Đội bóng của chúng ta đang chạy đua với thời gian. Thanh Bình. Việt Anh. Lê Văn Đô. Hợp lý. Hài Long. Cánh trái. Rồi. Đó là Lê Văn Xuân. Lê Văn Xuân ở trong những phút vừa rồi đã có rất nhiều những tình huống xâm nhập âm thầm vào trong khu vực 10, 6m50 và bây giờ thì anh đã làm nên chuyện với một cú đá chính xác bằng chân phải. Và trong một thế trận khó khăn như thế này thì không hề quá khi nói rằng Lê Văn Xuân đang mang đến một mùa xuân sớm cho chúng ta. Đó là một tình huống. Đó là một tình huống như từ dưới đất trỗi lên của Lê Văn Xuân sau một pha kiến tạo tuyệt vời của Hai Long. Anh Cường có thấy là trước đó thì đã có những tình huống xâm nhập vào khu vực cấm địa của Lê Văn Xuân để đón những đường truyền của chính Hai Long. Khi Hai Long xuất hiện thì hàng phòng ngự của Đài Bắc Trung Hoa cũng phải chú ý tới cầu thủ của chúng ta nhiều hơn. Và khi đó thì khoảng trống xuất hiện cho các đồng đội. Và Hai Long đã làm tốt nhất công việc của mình. Cũng như Lê Văn Xuân thì cũng đã chuyển hóa tình huống đó thành một pha bóng hoàn hảo với bàn thắng quá quan trọng. Xin được nhắc lại một lần nữa là tỷ số của trận này đang là 1-0 nghiêng về phía U23 Việt Nam. Khi mà bộ phận kỹ thuật tại xe màu của truyền hình nước chủ nhà vẫn chưa kịp thay đổi tỷ số ở góc bên trái phía trên màn hình của quý vị. Chúng ta đang dẫn 1-0 trước đối thủ U23 Đài Bắc Trung Hoa. Và bây giờ thì tỷ số đó đã thay đổi sau pha lập công của Lê Văn Xuân. Liệu bàn thắng có sinh ra thêm bàn thắng cho chúng ta hay không khi mà thế bế tắc của trận đấu đã được phá vỡ, dù thời gian còn lại không phải là quá nhiều. Thực sự là không thể nghĩ rằng trong một trận đấu trước một đội như Đài Bắc Trung Hoa, chúng ta lại có thể sẽ coi bàn thắng của Lê Văn Xuân là quý như vàng. Nhưng thực sự là rất quý, bởi trước đó là những khoảng thời gian mà chúng ta thực sự gặp quá nhiều khó khăn. Miếng đánh với sự xuất hiện của Hai Long và sự xâm nhập âm thầm ở bên phía cánh trái của Lê Văn Xuân đã được thực hiện và đã được kiên trì thực hiện để rồi chúng ta được đền đáp với bàn thắng mở tỷ số rất quý giá. Nó đến sau một quãng thời gian mà chúng ta tạo ra sức ép liên tục. Ngoài những suất dành cho những đội đầu bảng thì còn là một cuộc cạnh tranh dành cho những đội nhì bảng. 4 suất dành cho 4 đội nhì bảng xuất sắc nhất. Nên việc tạo ra một chiến thắng có cách biệt cũng là một lợi thế cho các đội bóng.
Nhưng ở một lượt đấu mà rất nhiều đội bóng gặp phải những kết quả bất lợi như Thái Lan để cho Mông Cổ cầm hòa chẳng hạn, hay Singapore để cho một đội bóng yếu hơn cầm hòa, thì chúng ta thấy rằng một bàn thắng như thế này cũng là rất quý giá và chúng ta cần phải bảo vệ nó khi mà đối phương cũng bắt đầu dâng cao. Đó là một tình huống đánh nguội của cầu thủ mang áo số 3 bên phía U23 Đài Bắc Trung Hoa, và trọng tài không ngần ngại rút ra một tấm thẻ đỏ để truất quyền thi đấu đối với Chen Chính Hoan. Trần Văn Đạt, một trong những cầu thủ chạy nhiều nhất của chúng ta, là cầu thủ bị phạm lỗi. Đó không chỉ một mà đến hai lần cầu thủ của U23 Đài Bắc Trung Hoa thực hiện những pha bóng tấn công không đẹp đối với Trần Văn Đạt. Chúng ta hơn đội bạn một bàn thắng và đang thi đấu hơn đội bạn một người. Trận đấu còn hơn 5 phút nữa. Hai Long đang đóng vai trò một tiền vệ con thoi hiệu quả. Cầu thủ này cung cấp những giải pháp sút xa. Và bên cạnh đó thì những đường kiến tạo của Hải Long như chúng ta đã thấy tỏ ra cực kỳ hợp lý và mang tính đột biến cao. Và tôi nghĩ rằng một điểm mạnh khác của Hải Long là sự xuất hiện của cầu thủ mang số 8 trên sân, hút được rất nhiều hậu vệ của đối phương. Trước đó gần như không có những khoảng trống như khoảnh khắc Lê Văn Xuân sút tung lưới của đội bạn. Lại là số 8 bên phía U23 Việt Nam. Đường chuyền của Việt Anh. Sau hai bàn thắng vào lưới của Kyrgyzstan, người ta đã gọi Trần Văn Đạt là cánh chim lạ. Nhưng trận đấu này thì tôi có thể gọi Trần Văn Đạt là một cánh chim không mỏi, chạy rất nhiều và luôn xuất hiện ở những điểm nóng. Đó là một trong cầu thủ chạy nhiều nhất của chúng ta. Vẫn còn hai người bên phần sân nhà, Nhâm Mạnh Dũng và Nguyễn Thanh Bình, để tạo nên một lá chắn cho khung thành của Văn Toàn. Hải Long. Với Hải Long thì đội tuyển U23 Việt Nam như một cỗ máy đã có một hệ điều hành mới và tỏ ra cực kỳ lợi hại ở trong những tình huống mà Hải Long là người phát động những đợt tấn công. Với thế hệ hiện tại thì rõ ràng Hải Long chính là nhạc trưởng của chúng ta. Việt Anh. Đúng là sau những bài học và những điều rút ra từ các trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup thì ngày hôm nay Thanh Bình đang cho thấy một phong cách chơi cực kỳ an toàn và là một thủ lĩnh đích thực nơi trung tâm hàng phòng ngự của đội tuyển U23 Việt Nam. Thanh Bình. Hải Long. Rất tốt. Đường chuyền của Trần Văn Đạt sang bên phía cánh trái cho Lê Văn Xuân. Vẫn là một phong cách chơi như vậy và vẫn đang có thêm những cơ hội dành cho đội tuyển U23 Việt Nam. Những đường bóng thực hiện theo tuyến nghiêng mang đến cơ hội rõ rệt dành cho Lê Văn Xuân. Phút 90 rồi. Và hiệp 2 sẽ có 3 phút đá bù giờ. Cũng giống như hiệp 1, 3 phút là thời gian bù giờ của hiệp đấu thứ hai. Bàn thắng duy nhất của chúng ta đến lúc này được ghi do công của Lê Văn Xuân. Và sự tập trung trong những phút cuối như thế này là điều cần thiết. Không có gì khó khăn đối với thủ thành Nguyễn Văn Toàn.
Đài Bắc Trung Hoa xứng đáng nhận được sự tôn trọng bởi lối chơi phòng ngự kiên định của họ. Lại là một pha bóng xử lý khôn ngoan nữa của Hai Long, bóng đến chân của Trần Văn Đạt. Đường chuyền của Văn Đô. Còn hơn 1 phút nữa. U23 Đài Bắc Trung Hoa trong thế kém người hơn đang nỗ lực ở trong những phút cuối này. Và họ dâng lên thì cũng có nghĩa là cơ hội phản công sẽ được dành cho đội bóng của chúng ta. Pha xử lý của Việt Cường. Phản công. Hải Long. Bảo Toàn đang di chuyển ở bên phía cánh trái, Việt Cường ở bên phía cánh phải. Bảo Toàn rất hợp lý. Đó là pha xâm nhập của Văn Công. Quả đá phạt góc cho U23 Việt Nam. Ông Kim Han-un và ban huấn luyện của đội bóng của chúng ta vẫn đang muốn các cầu thủ phải thật tập trung. Quả đá phạt góc này gần như là cơ hội cuối cùng cho đội bóng của chúng ta để tạo ra một cách biệt lớn hơn một bàn. Hải Long chính là cầu thủ được yêu cầu thực hiện quả đá phạt góc này cho đội tuyển U23 Việt Nam. Nhưng Mạnh Dũng và Bùi Hoàng Việt Anh đã có mặt trong khu vực cấm địa. Thêm một quả đá phạt góc nữa trong những giây cuối cùng của thời gian bù giờ. Gần như sau quả đá phạt góc này thì tiếng còi kết thúc trận đấu cũng sẽ vang lên. Hải Long. Pha bóng gần như cuối cùng. Không có thêm bàn thắng nữa dành cho đội tuyển U23 Việt Nam. Và đúng lúc này thì tiếng còi của trọng tài cũng đã vang lên.